Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Thì buổi sáng ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi toàn thể quý vị một clip về cái sản phẩm đàn organ. Trước mắt quý vị đây là một cây cọc PA600, một cái sản phẩm mà đàn đã qua sử dụng còn rất là mới, rất là ngon, rất là đẹp. Cái sản phẩm này lúc mới ra đời trên thị trường giá khoảng 20 cho tới 22 triệu. Sau đó là đến thời điểm thì xuống khoảng 16 17 triệu, và đến bây giờ thì hiện tại là năm 2022, hiện tại trong cái tháng 7 này thì cái hàng mới của PA600 này này hết sạch hàng, không còn hàng các bác nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta muốn mua cái hàng cọp PA600 mới đập hộp thì không còn hàng nữa rồi, hết hàng rồi. Đó, thì cái sản phẩm này là của Trung tâm Vĩnh Phúc giới thiệu cho quý vị ngày hôm nay, thì hàng qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp, rất là ngon. Đàn đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn đẹp khoảng 90%. Tất cả mọi thứ, các góc các cạnh là không hề bị dập vỡ, không hề lứt toác một điểm nào các bác nhé. Em sẽ quay chi tiết cho các bác cái sản phẩm này. Đấy, cho các bác xem chi tiết các góc các cạnh. Thì cái cây này ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác với mong muốn mức giá bán gửi đến toàn thể các bác với giá là 12 triệu đồng các bác nhé. 12 triệu đồng thì theo cây đàn sẽ có một chiếc bao cũ đi kèm theo cây đàn. Và Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc sẽ tặng cho quý vị một chiếc chân mới, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà, và một tấm kính dán cường lực cho màn hình để bảo vệ cho màn hình là khi chúng ta có va đập cái gì vào thì nó bảo vệ cho cái màn hình chúng ta, nó giống như cái tấm kính cường lực cho màn hình điện thoại ấy. Đó, đó là những cái chi tiết em tặng cho quý vị. Và ngoài ra em sẽ cài đặt thêm dữ liệu mọi thứ vào trong cây đàn này. Thì trên cây đàn này em đã cài cái bộ set rất là hay, rất là chất. Những cái tiếng dân ca như là chanh sáo bầu, cò nhị là rất là hay, rất là vip. Vì lát nữa em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết hơn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu tổng thể cái cây đàn này. Đó. Thì về tổng thể phần mặt thì tất cả các chữ là đều vẫn rõ nét, chưa hề bị bạc một chữ nào cả, chưa hề bạc hay chưa hề mất chữ nào cả. Đặc biệt là chỗ những cái chỗ volume này thì hay bị mất chữ rất nhiều. Đó, do đàn không dán nên chúng ta khi chúng ta vặn to nhỏ thì cái móng tay chúng ta quệt vào đây thì nó sẽ bị bạc sơn và mất các cái chữ volume min max này. Nhưng cái đàn này còn rất là ngon, không hề bị mất một chữ nào các bác nhé, không hề mất một chữ nào. Đấy, với mức giá bán 12 triệu đồng so với giá mới đồng hồ thì chúng ta đã mua rẻ hơn so với mới đồng hồ là 10 triệu đồng rồi. Thì các bác quan tâm sản phẩm ở bên em thì liên hệ với em Ninh theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Các bác gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là em sẽ nghe máy trực tiếp của các bác. Còn các bác mà gọi cho em ngoài giờ làm việc hoặc là gọi cho em 1 2 cuộc mà không thấy em nghe máy thì các bác cứ nhắn tin qua số điện thoại nhà em nhé. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo nhưng mà hiện nay Zalo khách hàng của em nó kết nối rất là nhiều nên là Zalo của em đang bị đầy rồi. Đấy, thì các bác tìm không thấy Zalo của em thì các bác cứ nhắn tin qua số điện thoại nhà em nhé. Đây là Ben 4 chiều. Đó, còn ngon zin, tất cả mọi thứ là còn zin, máy móc zin nguyên bản. Đó, còn rất là ngon các bác nhé. Đó, phím đàn này còn rất là trắng, rất là sáng, các nút bấm còn rất là trắng, rất là sáng luôn, rất nhạy luôn. Đấy, còn rất là nhạy luôn các bác nhé, rất sáng trắng, rất nhạy luôn, chưa hề bị vàng, chưa hề ố gì cả, phím cũng vậy nhé. Phím còn trắng, còn sáng, chưa hề ố gì cả. Và người dùng trước đó thì họ có hút thuốc nên là chắc là họ có đánh rơi một vết tàn thuốc ở đây. Nhỏ thôi, nó không ảnh hưởng gì đến phần thẩm mỹ cả. Đấy, có một vết ở đây thôi. Và đây có một vết nhỏ xíu. Đấy, thế thôi. Còn đâu là không có điểm gì xấu cả các bác nhé. Đấy, đó là cái vết tàn thuốc. Họ hút thuốc thì họ rơi lên phím. Ở đây là có vết rán nhấm một chút xíu ở cái núm organ này. Thế thôi. Đấy, còn đâu là mọi thứ là đều đẹp, ngon lành hết. Máy móc zin nguyên bản. Mọi thứ là hoạt động bình thường hết. Phím phùng là ngon lành hết các bác nhé. Đó. Em test cho các bác xem phần phần tiếng này. Phần bộ set em đã cài vào đây nha, bị tiếng bầu. Đấy, em sẽ đặt cái camera đây em test cho các bác. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với em theo số điện thoại 0989634982 các bác nhé. Đấy, gọi cho em này và chúng ta sẽ có một cái sản phẩm chất lượng ưng ý. Đấy, thì theo cái đàn là em đã thông báo rồi. Là còn bao cũ của đàn, dây nguồn này, em tặng thêm một chân mới, tặng thêm một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà, tặng thêm một tấm kính để dán lên màn hình, tấm kính cường lực để bảo vệ cho màn hình chúng ta không bị dập vỡ, không hỏng hóc các bác nhé. Bây giờ em sẽ điều chỉnh cái camera tại đây. Đấy, và em sẽ test cho toàn thể các bác đang quan tâm cái sản phẩm này nghe cái chất âm của con đàn các bác nhé. Đó, bác nghe rõ chất âm của con đàn ạ.
Rồi. Đầu tiên là em sẽ thử banh tiếng dân ca. Những cái tiếng dân dân ca cho chúng ta nghe. Như là tiếng bầu chẳng hạn này. Nhiều tiếng hay lắm các bác nhá, đàn nhị này. Rất hay luôn. Chanh này. Xến này. Nhiều nhá. Bây giờ em sẽ demo thực tế cho các bác xem luôn. Em lấy style cơ bản em chơi luôn này. Style cơ bản rumba. Đây rumba. Zumba cơ bản rất là hay. Đến phần cha cha này, thử phần cha cha này các bác nghe nhé. Thank you.
tiếng hay các bác nhá, đó là phần Zumba cha cha này, còn phần là slow rock ballad rất là nhiều ạ. Ta thử phần saxophone nào. Saxophone tango và chúng ta thử phần nhạc mạnh các bác nhá, nhạc mạnh này. Rất là nhiều thể loại nhé. Ngoài ra thì còn rất là nhiều thể loại theo vần ở trong này, như là bài những cái thể loại intro sẵn chẳng hạn, ví dụ như ta tìm bài sầu tím thịt hồng xem nào, vào phần tìm kiếm này, sầu tím đó, sầu tím thịt hồng có luôn, select. Intro sẵn cho chúng ta rồi. Hoặc là chúng ta đánh luôn cũng được nhé. Đây, chúng ta đánh luôn, chúng ta lấy cơ bản Zumba ta chơi thì nó sẽ chất lượng hơn. Nếu chúng ta có cơ bản. Thank you.
chi tiết tổng thể về cái cây đàn cọc PA600 thì trung tâm Nhạc Phúc vừa mới giới thiệu chi tiết cho các bác. Thì các bác quan tâm với sản phẩm này bên em thì liên hệ với em Linh theo số điện thoại là 0989634982. Đó. Thì có hai hình thức để mà đặt hàng các bác nhé, hai hình thức để đặt hàng. Hình thức số 1 là các bác chọn hình thức là đặt cọc đi. Chúng ta đặt cọc sau đó chúng ta nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà. Đấy. Thì đối với sản phẩm này là trị giá là 12 triệu đồng. Thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Sau đó em sẽ cung cấp cho các bác cái số tài khoản của em. Đó, các bác đặt cọc vào tài khoản của em 1 triệu đồng, chuyển khoản vào tài khoản của em 1 triệu đồng, sau đó cho em họ, tên, địa chỉ, chi tiết. Đấy. Thì trung tâm Vĩnh Phúc sẽ đóng gói, bao bọc thật là kỹ lưỡng, thật là cẩn thận và sẽ cho nhân viên chuyển phát bên công ty giao dịch chuyển phát hàng á, là công ty thứ ba. Đấy, thì họ sẽ có nhiệm vụ là lấy hàng từ trung tâm Nhận Phúc và giao hàng trung chuyển đến tận nhà cho quý khách. Thì khi nhân viên giao hàng đem hàng tới thì chúng ta được quyền là bóc hàng, kiểm tra hàng. Thì các bác mở cái clip này ra, các bác kiểm tra kỹ chi tiết, so sánh trong clip mà em quay này như vậy và cây đàn mà các bác nhận được, xem là đúng sản phẩm, đúng chất lượng không. Nếu đúng sản phẩm, đúng như vậy thì các bác được quyền là cắm điện và test thử 5 tới 10 phút trước mặt nhân viên giao hàng. Tất cả mọi thứ ok ngon lành thì các bác thanh toán nốt số tiền còn lại cộng tiền cước vận chuyển cho người phát hàng là xong. Tiền cước vận chuyển thì dao động khoảng từ 200.000 cho tới 300.000 tùy từng vùng miền các bác nhé. Đó. Và hình thức số 2 là các bác theo dõi kênh YouTube của trung tâm Nhạc Phúc nhiều rồi, mà hoặc là các bác là khách hàng quen đã từng mua hàng nhiều lần rồi, thì một là bác tin yêu, các bác chuyển khoản đủ cho em vào số tài khoản của em, tức là giá trị cây đàn là 12 triệu, các bác chuyển khoản đủ 12 triệu vào tài khoản của em, thì các bác sẽ được ưu tiên thêm phần là bao ship, tức là các bác không phải mất phí ship vận chuyển. Đấy, em ưu tiên cho tất cả những bác nào là khách hàng đã từng mua hàng tại trung tâm Nhạc Phúc, là khách hàng ruột rồi, đã mua hàng nhiều lần rồi không lo sợ gì nữa, thì các bác chuyển khoản đủ cho em thì em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đó, tức là các bác chỉ chuyển 12 triệu mà các bác không phải mất thêm phí vận chuyển, không phải mất thêm cái gì cả. Đó là chi tiết và tổng thể hai cái hình thức mà em gửi gắm từ các bác. Còn các bác mà giao dịch lần đầu thì các bác cứ chọn hình thức đặt cọc cho nó yên tâm, vì rất là nhiều các bác khách hàng là cứ sợ là mất tiền, sợ băn khoăn cái nọ cái kia, thì em sẽ có hai hình thức mua bán như vậy cho nó dễ dàng các bác nhé. Đấy, bắt buộc là phải đặt cọc thì mấy ship hàng cho các bác được. Thì các bác quan tâm sản phẩm ở bên em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em xin phép kết thúc clip ở đây. Cuối clip thì xin kính chúc cho toàn thể các bác và gia đình thân yêu của mình một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc gia đình thân yêu. Em xin kính chào tạm biệt toàn thể quý vị.